Ok chưa? The zip. My god, anh đi. Em chào sếp. Đưa 500 đây để tao đi bệnh viện nhanh lên. Mày cả tốt bây rồi, mày anh đấm lại em đi là coi như Huế. Không. Mày em đang tụt máu thế này, đưa 500 đây để đi viện nào nhanh. Em gửi tiền hết rồi, gửi tiền ngân hàng hết rồi. Mày thích điều không? Thật mà, bây anh lục túi em đi, anh lục đi. Thế là gọi đi, mày chở tao đi ra bệnh viện nhanh lên. Chảy máu gần chết rồi này. Đây không, đến giờ làm việc của em rồi, để làm xong em đèo anh đi nhá. Tao đang không có xe đây, mày phải đưa tao ra bệnh viện nhanh lên. Thôi, đến giờ em làm rồi, để em sửa xe đã. Mày không có một tí trách nhiệm là sao hả? Để em sửa xe đã anh ơi. Ê, đang làm việc cứ đi bệnh viện. Này, lần trước em què hai chân nhá, mà em vẫn phải ở lại làm ấy. Khi nào mà tan làm em mới đi bệnh viện cơ. Để chết à? Mày lên xe đi, lần trước đi đã. Đi bệnh viện nha anh Pino ơi. Em đợi anh ở bệnh viện nhá. Đánh chết mẹ em rồi. Ở xe anh đâu? Nhưng mà xe anh đâu? Xe em đi một người thôi. Một cứt. Xe này phải đi bốn chỗ này kêu một người. À ừ chào. Nhưng em phải chỉ đường thôi nhá. Tại vì em chỉ nhớ đường đi làm thôi. Nhưng em hay quên đường đến bệnh viện lắm. Đi thẳng. Đi thẳng hả? Ở kia quay lại. Đi đường này không được hả anh? Mẹ à, mẹ được câu giờ nữa. Anh chết rồi. Bên trái, bên trái, bên trái, bên trái. Đây. Anh phải chỉ đường cho em. Ờ, phải lên trên này. Không phải lên trên à? À ừ, lên trên được mà. Lên trên cũng đúng, Dễ trái. Gì đây? Xong đi thẳng anh. Bệnh viện ở ngay dưới kìa. Thẳng thì đéo được. Ờ, lên trên này, sẽ phải đây. Rồi. Rồi, dễ trái, đến bệnh viện. Đấy. À, okay, ôi okay. Rồi ôi. tôi đỡ rồi. Đỡ gì anh? À chết. Em bấm nhầm. Đây, bác sĩ ơi. Lừa. Đây. Bác sĩ viết hóa đơn cho anh. Viết cho ai? Anh đeo cái. Đây, viết cho em. 500. Viết cho em này. À 2 giây bác sĩ ơi. Ấy à. Ok, lại ngã trong bệnh viện nữa. Đấy. Nó cứ làm thế thì bảo sao? Thì bọn em hay đùa nhau kiểu đấy mà anh. Đùa thế cắm đầu xuống đất tao hỏng đấy. Ok anh ơi. Đi anh Pino đi làm thôi. Anh phải mạnh mẽ anh Pino hiểu không? Tại vì... À mày bao lần tao đau xương sống tao mà toàn phải mất tiền. Tại vì công việc của mình ấy là kiểu thỉnh thoảng có những cái khách gọi là khó tính các thứ ấy, mình phải đủ gọi là mạnh mẽ để mình. Alo, tao nghe. Để mình như nào nhỉ? Nó gọi về ra. Mình phải đủ mạnh mẽ để mình gọi là để như nào? Để giảng hòa với người ta, anh hiểu không? Nếu mà người ta có gây sự giảng với mình hòa, ấy. Giảng hòa bằng nắm đấm à? Alo. Mày. Ai ạ? Alo. Thế. Cái này em tâm thật. Ô cái gì đấy? Em ơi. Anh ơi, em sửa xe. À, đây, vào đi, anh sửa cho. Trời ơi, hôm nay bận quá. Ôi, được, em vừa mới đi dạy tiếng Anh cho các bạn sĩ tử 2003 về bộ ạ. Đi ra xe, đi ra xe đây. Ừ, nhưng bây giờ chúng ta phải đi làm việc thôi. Vô đàm mà. Vô đàm đi. Anh nhiều bao nhiêu? Ơi, anh đây. Trời ơi. 69. Cái gì cơ? Không nói dối thật lòng lại ưa thích anh rồi. Lỡ thương lỡ nhớ rồi người dân ơi. Chỉ cần người nhìn lại phía sau lưng này. Đi tê nhở, úi dồi ôi. Mày bị yêu đời tê nhở. Đúng rồi.
Nhím ơi, Nhím ơi, đi ra xe bọn em Nhím ơi, đi phải mua Olympic đã, mua anh mua Olympic. Em có rồi. Đi, em có mấy cái thôi. Đàm à 250 nhá. Ok. Lốc cho Nhím một con xe á. Đây, không. Đây, em cho Nhím con này luôn này. Nhím. Một. Em cho Nhím con này luôn đấy. Đàm 250. Cái gì? Đi ơ. Nhím ơi, anh đẹp trai quá, em ngất rồi. Ôi để em. Thôi, em tao, tao, bị bắt thì thôi để em. Mày điên à, anh. Bây giờ anh nhiều. Anh nhiều tiền án rồi, anh nhiều tiền án rồi. Thôi để em. Mọi người chưa có tiền án nào, mọi người chưa có tiền án nào. Để tao đi tù cho, để anh đi tù cho. Anh không được đi tù. Em phải sống để sửa xe. À anh phải ở ngoài để sửa xe thôi, để em đi tù cho. Ờ thế thôi mày đi tù nhá. Mày đi trước đi. Anh đi đi. À thôi để mô đi anh. Không, em nghĩ là để Lâm Đình Khoa đi là hợp lý. Còn thôi. À thôi em biết rồi, để thầy Pino tốt bực lắm. Kéo em. Ở thầy đi tù nhá. Đi tù đâu? Không, anh đi tù đi. Không, mẹ tao đi tù thì ai ở nhà sửa xe. Em có em mà, không, em là bố đi. Này. Ui giời, nét máy rồi rồi. Em quả, lên này. Chừa luôn đi anh Pino ạ. Bố kéo mà. Thì em lên thay thầy. Thì không thì có anh Ben nữa mà. Anh Ben hay làm buổi tối lắm. Hay làm thêm ta ca lắm. Thằng Nhím đang có tiền án. Thôi anh đi tù đi. Ôi anh đi tù đi. Thầy đi tù đi. Em đi rồi. Bây giờ anh phải đi. Anh phải đi, anh có trải nghiệm chứ. Cuộc sống là những chuyện đi mà anh đi đâu. Để thằng Nhím vô đi. Để anh đi đi. Thằng Nhím ba tình sự mà thầy đi nữa là đi luôn. Đúng rồi. Thầy không thương Nhím à? Thầy không thương Nhím một lần đấy. Không. Rồi sao lại bố. Bố bị bây giờ mắm rồi. Con mà vô một cái là đi luôn cái thầy. Đúng rồi. Đi 50 năm luôn đấy. Cho đẹp được ấy. Để đẹp chứ. Thôi thầy muốn đi rồi, để ba em muốn đi cũng được. Thôi để ba bọn em luôn đi. Nhưng mà đi vào gara còn thầy đi tù. Rồi đúng. Vào này. Vô nhanh nha. Vào thẳng luôn à hay là đi vòng? Vào thẳng đi. Sắp đến rồi, đợi tí. Nhanh. Đâu nhờ, một xe đâu nhờ? Đây. Đây rồi. Nhím gã chưa? Ê, cảnh sát! Thôi, cướp rồi! Nhím, đâm xe cảnh sát đi, Ơ, xe bị làm sao rồi? Ngày vui nhất đời ai, ngày vui nhất đời em. Bị bắt rồi nha, đếp bị bắt rồi nơi. Đi. Mà đeo hiểu sao cái cửa này nó khóa đấy bà. Má đồn đừng. Về Na Lan ơi, Sao bị bắt đem về rồi à? Thằng đếp bị bắt rồi. Nhưng mà cảnh sát về đồn rồi à? Đang về. No. Fighting. Bắt đếp rồi. Thôi ăn lồn. Dùng đang đến đây vậy. Ok. Từ đang xem thầy bị bắt. Ui dồi, thầy ơi. Thầy ơi, cố lên thầy ơi, đừng có khai ra bọn em thầy ơi. Sao cảnh sát đâu hả anh Pino? Tôi là ai trong em? Anh Pino? Cứ nhìn sâu trong tim. Nếu mình... Ờ đẹp ơi, nhưng mà đang về đồn à? Hai tâm hồn. Ui đi mẹ, vẫn nghe tiếng anh cảnh sát hay sao ấy? hai bố con tôi đứng hút thuốc liên quan gì đâu trời ơi. Uầy, ôi hôm nay trăng tròn thế bố ơi. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Ô kìa, tội chó sói thế. Không chính là đi đã xe phải đi đông cơ đấy, xong rồi lúc mà chạy ấy là mỗi người chạy một hướng thì anh cảnh sát mới loạn được. Không một mình là dễ bị bắt lắm, nguy hiểm lắm.
chết mẹ rồi, đéo đủ xăng rồi. Xong vào cây xăng nào ta? Oh please, please. Cố lên một chút nữa thôi, cố lên. Hôm đi tù như nào á? Úi dồi ôi, vào tù vui lắm em ạ. Cố lên. Thôi ăn cơm rồi. Một tèo nữa thôi. Ra gọi taxi, gọi taxi. Số? Dòng xe ô. Anh ơi, anh có đang lái taxi không ạ anh? Ơi. Đang. Anh có đang anh có đang làm taxi không ạ? Rồi, có anh ơi. Anh đón em ở 595 về gara với là khoảng bao nhiêu tiền ạ anh? Anh đang ở đâu? Ở 595 anh ơi. Chỗ cây xăng ấy ạ. 95 à? Dạ vâng. Anh nhá. Vâng vâng vâng. 95 à, em lấy anh 300 nhá. Ok anh ơi. Đón em thôi. Đợi em 30 giây nhá. Ok. Ui. Có xe đẹp thế à? Bố anh nhưng mà thằng bố tôi tưởng xe nó bị hỏng rồi. Ui. Có xe đẹp thế nhở? Tưởng xe hỏng rồi mà. Đâu tôi có đánh đâu, rõ ràng là ông này đánh mà. À, đi chạy đâu, thấy tôi nhá, đi nhanh, trốn tránh trách nhiệm này. Anh đã, mày đánh ai, mày định đánh ai, sao, như nào, mày nhờn. Taxi anh ơi, taxi. Đây, xong rồi anh ơi. Anh ơi, để em đến gara auto refund với. Đúng rồi, có taxi mình phải dùng chứ. Đúng không? Thỉnh thoảng gọi là tạo công ăn việc làm cho người ta chứ. Ủa anh ơi, nhưng mà làm taxi hồ kiếm không anh? Cái kiếm lắm anh ơi, cái kiếm lắm. Hay mình cũng làm taxi nhở? Thầy cuốc được 300 rồi. Cuốc được 3.000. Mày cũng hợp lý chứ, làm taxi nhá. Chứ bây giờ làm mỗi một việc kiểu sửa chữa xe thôi thì làm sao mà giàu được đúng không? Mọi người. Hay tôi làm thêm một taxi nhở? Nhà thì mua xe chưa? Thỉnh thoảng lúc mà không có khách ấy. À em có rồi mà anh. Xe y hệt anh luôn ấy. Thì anh cầm xe lái Uber thôi, còn đợi gì nữa. À, nghĩa là một ngày trung bình là khoảng được bao nhiêu tiền đấy nhở? Một ngày khoảng chừng thu nhập 10.000 đấy ạ. 10.000. Đúng, 10.000. Anh nhận việc sửa xe, sửa chữa đúng không? Dạ vâng đúng rồi anh ơi. Không đừng thế thế thì bảo đừng có nhận việc taxi nhá. À thế không, không làm thêm nữa. Anh chạy Uber ngoài lề được không? Ok anh ơi. Đây nha, bây giờ nhá là tao trả tiền đổ xăng cho mày không? Tí mới trả tiền lệ phí cho tao. Mày khủng rồi, quá để tao xe mày, tao tao tự tao chạy. Mày khủng rồi. Quá à, đi phải tao đi nhờ quá. Rồi đây tao đổi chỗ này. Mày khủng quá. Đấy, tao tự tao đổ rồi nha. Mà 100 đô nhá, 40 đô nhá. Thế tí tao trả 100 đô lại, đó là xong. Tí mày trả tiền viện phí tao được rồi. Mày điên quá. Thế tao xe tao tự tao đổ chứ. Thôi tao đi nhờ rồi, tao đổ giúp cho. Không, nhưng mà xe tao mà thì mày bạn tao đi nhờ thì có làm sao đâu, để tao lấy tiền mày đúng không? Thì đấy, thì tao cũng biết ý rồi. Đương nhiên mày không lấy tiền rồi, tao biết ý, tao đổ xăng cho mày. Thì nhưng mà tao đổ rồi, mày đổ chi nữa? Thì tao đổ trước mà. Rồi bây giờ nhá, bây giờ như thế này, qua bển có một em y tá xinh đẹp chữa trị cho được chưa? Còn tiền viện phí thì mày trả. Là hợp lý nhất rồi. Đâu, chỉ tao bây giờ nhá, có đi phải có lại đúng không? Tao đổ xăng cho mày rồi, thì bây giờ mày trả tiền viện phí tao ấy. Nhưng mà tao đổ rồi, tao đổ rồi. Ơ kìa, nhìn ông này quen thế nhờ. Ok. Xuống đi. Đây. Oh baby. Bác sĩ ơi, chữa bệnh cho em với. À thế thì thôi. Thôi thì... Trời, nghe vẻ đông thế nhở? Đâu em ơi. Đâu, để anh cứu cho.
Em ơi, cứu em, cứu em. Ơ kìa, em bị làm sao đây? Cứu em, cứu cứu em. Ôi, mẹ giọng đáng yêu thế nhỉ? Nhân tài của em không? Bị bất nạt. Đây rồi, đây rồi, có anh đây rồi, không sao, đừng lo. Anh không đi đâu. Đã bảo là nhân tài của bệnh viện rồi, ở yên một phòng, ở yên, ở riêng một mình một phòng luôn, được, anh được không? Cứu em nhé. Nhưng mà cứu em ra thì anh được cái gì không? Anh ơi. Ơi ơi. Anh mà cứu được em là em yêu anh luôn. Bác sĩ ơi. Sao à? Làm nào có thể mở được cái cửa này ra, bác sĩ? 10.000 đô. Sao đây? 10.000 đô. Mà làm gì? Để có thể mở cái cửa này ra. Không. Bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, nhưng mà chữa bệnh cho em đã, bác sĩ. Em đang bị xương đau rồi. Không, em kiện bây giờ. Xương đau đi đây. Không 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 không, bình thường em hay chữa ở phòng này cơ. Không, giờ ra phòng này rồi. Bác sĩ ơi, phòng này phòng quen rồi. Bác sĩ tóc tím hay chữa bệnh cho em ở phòng này, để em gọi bác sĩ tóc tím, bác sĩ thân của em. Em bác sĩ ơi. Ui. Anh phải bác sĩ không nhở? Ông ấy là giám đốc. Đây này, anh bác sĩ ơi. Hả? Anh phải bác sĩ không ạ? Bị sao? À, em bị gãy cánh tay trái rồi. Trời ơi, đi đâu mà để gãy tay đấy? Bác sĩ chưa hộ em với. Đây đây đây, cho em vào cái phòng này với. Muốn bác sĩ nữ hay là bác sĩ nam? Đây đây, em muốn vào phòng này về chữa bác sĩ ạ. Ở qua đây à? Dạ vâng. Rồi. Đấy hổ. Gai gai gai. Ôi trời ơi. Rồi nha. Ok, à, làm đi nha. Bác sĩ ơi, cứu em với. Tay chói về sao cứu. Ok. Thế mà cười chói như nào bác sĩ? Cứu đi có. Sao mà cứu được? Cho bé kia cứu đi. Cười chói như nào nhở? Cứu đi. Cái tay. Ok. Anh nha, không có gì, có gì hay tự xử lý nhau nha. Không, chân trái em bị gãy thật rồi. Em còn phải được cấp cứu. Cứu ơi, cởi trói cho em, bệnh nhân là trên hết mà. Đúng rồi. Đây rồi. Cứu em. Gãy gãy thì sang phòng 1, phòng này không phải phòng gãy chân đâu. Phòng này không phải phòng chữa gãy chân đâu anh ơi. À, thế ạ, thế em bị gãy tay, em bị gãy tay, em nhầm, em bị gãy tay ạ. Cứu. Bên nào ạ? À? Ok. Thế còn okay. Bác sĩ này thì sao? Cứu em ơi. Bác sĩ này phải ngất chưa? Đây. Bác sĩ này phải ngất. Đây à anh? Bên này phòng này ạ? À? Đây đây cứu. Đây em bị gãy rồi. Bác sĩ ơi cứu. Đây. Chữa chạy đi con. Sim, mấy ông sim. Bảo tôi mà sim mà tôi ở lại. Tôi nói chuyện với em ý ở đây. Mà không các bạn ạ, tôi một người đàn ông. Ơi sao mà thầy ơi, sao mà thầy liên ơi quyết. Các bạn hiểu không, tôi phải cứu anh em tôi trước đã. Em 10.003. Thầy Pino là 10.000. Ôi thầy ơi, gặp thầy em vui quá. Ôi dồi. Buồn. Đậu má, mở cái cửa ra là xong rồi. Cái xe nó bị lỗi chứ anh nhốt mày làm cái gì để tốn tiền hả đếp? Chưa giã được cái xe. Thôi em đùa đấy, được 1.000 à. 1.003, em hết 1.003 thôi sẻ. Ơ còn xe khác không? Còn xe khác không? Đi tiếp không? Bồ có bảo lãnh không? Bồ có bảo lãnh cho em không? Hôm nay trực chơi mấy đông lắm. Ơ kìa, sao nãy bảo là hết bao nhiêu tiền bao? Còn xe không anh Pino? Anh Pino xe mà lúc em ra tù lại bảo là tao hết tiền rồi. Anh lên xe đi. Cứ báo đi rồi tối anh đi làm anh đưa lại cho. Rồi. Lên đâu ạ? Đã lên chỗ nợ xã xe mình. Ừ, khổ quá luôn, anh cũng... Ui. Thôi em biết cách để giàu thôi. Em đi bán ma túy. Ủa cái gì đây? Ây. Ôi ôi. Ôi, cảnh sát. Ơ à. Cái đéo gì đây? Có gì bị bắt thì có gì bị bắt thì thầy bảo lãnh cho em nhá. À, bảo lãnh làm sao được? Phải, tao vừa mới bị dính thêm tội nữa kìa và tiền án tiền sự rồi. Không, tôi này đi tù liên bang á. Tôi này phạt hành chính thôi. Phạt
Rồi còn ghi chép không? Rồi còn ghi chép không sẽ hả anh Pino? Sợ chỉ sợ mẹ tối mấy ông ấy sang bơm để có xếp thôi mày. Sợ bốt thế. Không sao sếp ơi, đừng à nhầm thầy ơi, đừng quan trọng quá khứ được, quan trọng là hiện tại và tương lai thôi. Thầy ạ. Lại lấy xe này. Nhưng mà nhá, thầy nghĩ thử xem bây giờ mình mà làm chuyến này nhá, mình mà lấy được hết sắt vụn xong rồi mà mình lọt qua được nhá. Đấy thì sếp bên trên sẽ trọng thưởng cho mình thôi, cho mình lên chức cao hơn. Đúng không? Cứ mẹ sếp có bảo mình đi dã xe đéo đâu mày. Ừ, dạo này kiểu toàn ai ăn cắp với cay vãi lìn ý. Hôm bữa tao em mà tại để mà phải khóa xe vào, phải cần em vào mà, em mà bó cần vào em ơi. Có đồ ở đây nhá. Ui, còn ăn mẹ chìa khóa. À, đây đây coi. Đây em quên. Không, tại vì gara bọn em dạo này hay có một cái vụ cướp xe lắm anh ạ, cho nên mình phải cẩn thận một chút. Ok ok. Đấy, em gửi lại anh rồi nhá. Cảm ơn em nhá. Chúc anh sớm quay lại anh nhá. Ok em ơi. Tai nạn là bạn an toàn là thù ấy nhá. Đi nhá. Đi nhá. Trực thăng ba trên đầu nhiều thế nhờ. Không, kiểu tính tôi cũng thích trêu anh em trong team ấy. Ai tôi cũng trêu ấy. Sợ xe của sát đây. À, đồng chí nghe tôi nói này. Alo. Trời ơi. Cái bác sĩ đồ, hai cảnh sát đang ở đây nhá. Cứ thoải mái đi. Có hai cảnh sát đang ở bệnh viện nhá. Ok nhá. Ờ, anh đụng nó cho mình xem nhá. Thảo báo tạm quyền đụng luôn anh ạ. Em chào sếp. Ok, để ghi. Sếp ơi. Đó. Ok, cảm ơn anh nhá. Sếp ơi, sao mặt sếp đầy máu này sếp? À, vừa làm bát tiết canh đi. À thế ạ? Ui dồi, ăn vãi hết ra cả quần nữa kìa. Chẳng liên quan đến cái gì kìa. Gì à sếp? Lần sau em dùng bộ đàm mà báo vị trí cảnh sát ấy thì để tỉ thầm thôi, đừng có để thường, nói anh nghe thế hết à. Ờ, em có báo cái gì đâu. Ok, là tao vừa đứng đây tao nghe xong, tao không nghe thấy tao nhắc mày làm cái gì. Đúng thì cứ nhận đi, lại còn không, cãi. Em bảo là đang ở bệnh viện vui lắm, có hai anh cảnh sát với cả có cả đống bác sĩ đang có việc gì chứ. Chứ em có báo cái gì đâu. Cái đàm dùng trong công việc thôi, không phải dùng để báo vị trí cảnh sát. À vâng. Ừ. Tại cái đàm này em với cả bố em kiểu nhớ nhau ấy, em đi làm xa thì bố em hay bảo mua cái đàm. Bố em tên gì đây? Nói chuyện với bố em. Dạ. Bố em tên gì? Bố em tên Độ. Bố em có trong thành phố đâu, em lại lừa anh. Bố em tên Độ mà anh. Không có trong thành phố. Bấm nhầm. À thế à? Cứ phải lừa nhau cơ. Đấy, à, đúng không? Em vừa đúng đi không, rồi, của em vừa đi ăn rồi. Thôi đi. Cả chiều nay tìm mãi không thấy trong thành phố này, còn bảo nữa, vừa đi ăn. Tí nữa đêm mình đến tớ làm việc của em coi anh ạ. Dạ vâng vâng. Anh chào Lê nhá. Xe này của ai đây? Không biết anh ơi, hình như của anh. Anh mặc vest này sao anh ơi? Hả? Alo. Không. Xe này của ai nhờ? Của ai chủ xe? Tôi có tiền mua xe này lắm tốt. À, anh tóc bạc ơi, hình như là anh chạy vào trong bệnh viện rồi. Cái anh ấy đây, em chỉ cho anh ơi. Anh cảnh sát ơi, em chỉ cho anh cảnh sát rồi. Trong bệnh viện. Vô đi. Trong bệnh viện. À, ok. Ok nhá. Tại vì chiếc xe nó bị lỗi với anh khóa xe để mày bị bắt làm cái gì tốn tiền đúng không? Chết con mẹ, chết mẹ luôn. Ông chơi gần xong bảo nha, vào đón nè. Dừng xe Linh ơi. Xong chưa. Rồi đang vô. Dạ em đây anh ơi. Bà đang vào. Đâu, xe của bạn em vừa nãy em làm việc ở gara. Thế là em bị gãy chân anh ạ. Thế là bạn em cho mượn xe để ra bệnh viện. Đồng chí kia vừa báo tôi là anh đi xe không chính chủ này. Đã. Anh vừa bảo người chủ xe ở trong, xong anh lên xe anh phóng đi ấy nào. Đâu, em trêu anh thế thôi, chứ thực ra xe của bạn anh em. Anh lại trêu tôi à? À không, em xin thôi lỗi, anh đi lần đầu anh ơi. Cho em xin lỗi, em nộp phạt với. Xe em mượn bạn em bị gãy chân. Em đi. Em đi. Thôi, quay phát hiện ra, quay xử lý nhanh đi.
Em đi bệnh viện anh ạ. Đây em về em trả bạn em luôn đây anh ơi. Không ạ, cái xe này theo chúng tôi tra biển thì là xe ăn cắp anh nhá. Cái... chủ người ta có báo là bị mất rồi. Ơ, thế ạ? Sao lại thế được nhở, xe của bạn em mà nhở? Bây giờ anh có thành thật khai báo không? Dạ. Thì còn tôi còn xem xét giảm nhẹ tội. Thì xe tôi nói thật là xe của khách em, khách đến làm ở gara, thì em mượn tạm để em đi chữa bệnh anh ạ. Đây bây giờ anh đi cùng em đến gara em trả lại cho khách. Đi đi anh ơi. Đi anh lái về gara. Dạ vâng vâng vâng. Mày thế may mà gặp anh cảnh sát dễ tính á. Cái gì hả anh? Có cấp trên của anh ở đây không? Dạ không ạ. Đây là ca làm việc của em, có mỗi em thôi. Đây để em gọi khách về. Gọi số nào bây giờ nhỉ? Anh nhớ tên khách không? Không nhớ anh ạ. Tại lúc đấy kiểu cái anh ấy tốt quá. Xong rồi em đang bị gãy chân nữa. Thì anh ấy tạo điều kiện cho em mượn xe đi khám luôn. Để em gọi anh ấy về thôi. Alo anh ơi. Anh ơi anh ơi anh ơi. Em mượn xe anh đi bệnh viện về rồi anh ơi. Anh về nhận xe của em với. À dạ vâng vâng vâng. Vâng ok anh ơi. Thế có gì khi anh xong việc anh quay lại nhá. Dạ vâng vâng. Em để xe ở gara đấy ạ. Anh ơi anh ơi. Anh ý hiện tại đang đi có việc rồi. Thế là tí nữa mình quay lại được cơ. Khu vực đấy là mình cũng có quyền phạt. Thì nữa anh ấy mới quay anh lại bây giờ tôi nói này. Dạ. Bây giờ anh có thể xác nhận được tôi là tên của cái chủ xe này là gì không? Anh gọi lại anh xác nhận giúp tôi. Dạ không, tại vừa nãy vội quá. Nếu mà đúng tên ấy thì tôi còn tin, chứ bây giờ này anh mà không nói được tên của anh này, của dạ, chủ vâng. xe này thì chắc chắn là tôi sẽ phải bắt anh vì tội anh trộm xe thôi. Ở kìa, đâu thì anh cứ thu xe đi. Xong rồi có gì anh khách đấy về thì em bảo anh khách đấy lên cùng em đi lên đồn cảnh sát chuộc lại cho. Không, cái vấn đề là bây giờ tôi đang phải xác minh xem là anh có đúng là mượn xe người ta không hay là anh đi ăn trộm xe chứ. Thì bây giờ anh cứ giữ xe đi đúng không? Xong rồi khi nào anh ấy quay về thì em cùng với cả anh ấy lên đồn cảnh sát chuộc lại thì có mất cái gì đâu hả anh? Nếu mà bọn em không lên thì bọn coi như bọn em mất sao? Xe bây mà. Giờ này bây giờ chủ xe người ta mà về mà thấy tôi thu xe người ta lại nói bọn tôi thì sao? Nói bọn anh ấy, thì anh gọi em lên. Người ta mà đã thu xe rồi. Anh lấy số của em đi. Anh lấy số của em đi. Xong rồi bây giờ em nhá, em đóng tiền là cọc nhá. Xong rồi khoảng tầm 1-2 ngày không có ai lên thì anh trả lại em nhá, được chưa? Ok ạ, sao lại tôi phải cầm đồ nữa mà anh ấy đi đóng tiền cọc như thế nhỉ? Thì bây giờ khách kiểu ấy em như thế rồi thì em biết làm nào bây giờ sếp? Em cũng chỉ là công an lương mà, đây bao nhiêu mấy lần sếp qua đây sửa xe em còn sửa cho sếp mà. Em có trốn đi đâu đâu. Nha, yeah, giờ này tôi nói này. Dạ vâng. Anh cứ khai thật đi, có gì tôi châm trước cho lần này. Dạ, yeah, thế thì xe này em ăn trộm chưa? Ừ, đấy, thế cho nhanh. Tại không, nhưng anh mà cứ phải nhưng mà sếp, quanh làm gì. Nhưng mà sếp phải hiểu là lúc đấy em bị gãy chân rồi. Thế em phải trộm ngay cái xe ở cái bãi đỗ xe ở gần đây. Đấy là để em đi bệnh viện. Bây giờ anh bị làm sao anh gọi với bác sĩ người ta qua người ta xử lý giúp mạnh được mà. Thì kiểu xong em nghĩ bạn bè này taxi này bao nhiêu phương tiện có thể đi lại hoặc là đi xe đạp thì... đau chân thì tôi đi xe đạp. Em vội quá em sắp chết rồi sếp ạ. Em uống quá em làm hơi liều tí. Sếp thông cảm cho em lần đầu. Thế này tôi châm trước nhá. Dạ vâng vâng vâng. Nhưng mà mong anh là lần sau không tái phạm nữa nhá. Dạ vâng vâng. Anh giao nộp tôi cái dụng cụ phá khóa đi. Cái mà anh để anh trộm xe. À em không có sếp. Tránh trường hợp anh tái phạm. Em không có sếp ơi. Bị gãy rồi sếp ạ. Đây sếp kiểm tra người em mà xem. Thôi được rồi. Nhá, lần này nhắc kiểu tôi chưa phạt anh đấy. Dạ vâng vâng, em có sếp lần sau mà tôi mà thấy anh trộm xe thứ ý, tôi lưu anh vào hồ sơ đi nhá. Dạ vâng vâng, em có sếp. Mà tôi nhớ, anh tên là gì nhỉ? Dạ. Em tên Long ạ. Anh đưa chứng minh thẻ căn cước ấy. À đâu, em tên Linh. Em bị ngọng, tên Linh. Ừ, anh xuất trình cho tôi thẻ căn cước đi. Có gì lần sau ví dụ mà tôi bắt được anh xuất thì tôi xác minh à, cái này anh là ai chứ. Xuất anh kéo lên chỗ phím tắt đi. Đây được chưa? Anh Trần Linh à? Ok. À dạ vâng. Nhá.
Thì ví dụ lần sau mà anh còn tái phạm thì tôi xử lý nghiêm đi nhá. Dạ vâng, em biết rồi sếp ơi. Để em làm tiếp đây ạ. Cảm ơn sếp.